Hello, hôm nay Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiển thị các sản phẩm WooCommerce bằng shortcode của WooCommerce. Hôm nay thì Nam thực hiện nó ở trên Gutenberg với lại Elementor luôn, nó cũng y vậy thôi à. Rồi thì ở đây Nam đã chuẩn bị sẵn vài ba cái sản phẩm, cái này các bạn tự úp nha, cái này cơ bản quá rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ truy cập cái trang shortcode của WooCommerce để mà mình xem những cái shortcode đó để mình ứng dụng vào. Ok, các bạn xem WooCommerce shortcode đây. Đầu tiên luôn của nó luôn. Official. Ok. Thì hôm nay thì mình chỉ nói về cái cách hiển thị sản phẩm thôi. Chứ thực ra nó có nhiều cái đó các bạn. Đó. Như là shortcode tạo bay này, WooCommerce cart, checkout, my account, tracking. Rồi, ok, hôm nay mình kéo xuống làm đầu dưới đây nè. Rồi, đây, sản phẩm mới nhất. Cơ bản thôi nha, tức là sản phẩm các bạn nào mà up nó càng mới thì nó sẽ càng thứ tự nó sẽ ở trên cái sản phẩm cũ. Theo thứ tự mới nhất là 1, mới thứ nhì là 2, 3, 4 gì đó đó. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình tạo một cái bay mới đi, mình test cho các bạn xem. Rồi, test. Ok. Rồi các bạn click vô đây. Bây giờ mình sẽ làm bằng Gutenberg nha. Shortcode đây luôn. Rồi, các bạn copy cái đoạn này vào. Bay. Publish. Rồi, xong. Giờ mình xem. Đó thì bốn cái sản phẩm nè, nó sẽ nằm ở đây theo thứ tự mới nhất là 4, 3, 2, 1. Rồi, rồi đúng rồi đó, vậy là ok rồi đó. Xem lại coi nó đúng không. All product. Rồi đúng luôn đây, 1, 2, 3, 4. Rồi ok, thì Gutenberg thì nó như vậy. Bây giờ tới Elementor thì Elementor thì nó cũng y vậy thôi các bạn ơi. Các bạn cứ copy nó vào một cái widget nào mà nó có test thì nó cũng sẽ show ra y vậy thôi. Để mình thử nè. Rồi test editor luôn, lượm bằng này. Rồi giờ cái này quan trọng đó các bạn. Các bạn qua bên cái tab test nha, chứ đừng có bấm vào cái tab visual. Visual nó sẽ không ra đâu. Visual thì các bạn copy ra như thế nào thì nó sẽ show ra y như thế này, nó sẽ show ra cái dòng này luôn. Và các bạn copy vào test thì nó sẽ show cái dòng shortcode này ra. Rồi ở đây thì nó có thể nó không có show ở editor nhưng mà mình xem nó ở ngoài nè. Đó các bạn thấy không, cái chỗ này là mình mới copy shortcode vô cái này nó là cái này, cái ở dưới, còn cái trên nó vẫn giữ nguyên cái Gutenberg hồi nãy đó. Giờ mình thử cái widget khác mà nó có cho phép mình để test vô coi. Tab. Rồi. Đây. Đó. Tab số 2 đây. Để đó. Gõ đại vài chữ vô cho thấy cái sự khác biệt. Còn tab 1 thì mình copy shortcode vào nha, test nha. Đó. Rồi. Đây. Thử. Ok. Rồi. Bất các bạn. Rồi, tab 1 là nó sẽ show ra nè. Thấy không? Tab 2. Bla 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 gì đây nè. Đó, thì chỉ vậy thôi đó. Các bạn chỉ cần copy cái shortcode đó vào test editor nào đó. Rồi xong rồi nó sẽ show ra. Còn Gutenberg thì các bạn search cái widget shortcode, các bạn cứ copy vào. Và ở đây nè, các bạn có thể edit được nè. Số limit tức là cái giới hạn của sản phẩm, ở đây thì mình thử hai thôi. Column cột 4 hơi để nguyên đi. Rồi ok. Đây. Tức là nó chỉ show ra hai cái thôi. Đó, 1, 2. Rồi, xong.
thì tùy vào cái số lượng các bạn muốn show ra, ví dụ như là 40 4 cột chẳng hạn, thì mỗi cái là nó sẽ ra 10, 40 chia 4 10, ok đúng rồi đó. Yes. Rồi, ok, vậy thôi. Chúc các bạn ứng dụng thành công cái hướng dẫn này nha. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Rồi.